hôm nay là sinh nhật của bạn Đồng đúng không? Đó, các bạn từng bạn một hãy chúc mừng sinh nhật cho Đồng bằng cách hít vô thật hơi thật sâu, là thật to, chúc mừng sinh nhật bằng cách happy birthday thật to, thật dài, làm sao cho vượt qua được số tuổi của mình. Đó là vượt qua vòng loại. À, rất đơn giản thôi, ví dụ như năm nay chú Hè Mini là 5 tuổi rưỡi đúng không? Chú Hè Mini sẽ happy birthday. Ôi, chẳng mệt quá. Đó, đủ 6 giây là được qua vòng loại, có cơ hội lấy quà đặc biệt là các iPhone X, được chưa? Rồi, bạn đầu tiên, con giới thiệu tên tuổi con tên gì? Phú mấy tuổi rồi? 7 tuổi đúng không? Bây giờ Phú lại chúc mừng sinh nhật cho bạn Đồng bằng cách hít vô happy birthday đủ 7 giây là có quà. Hiểu luật chơi chưa? Đâu rồi? Hiểu luật chơi chưa? À chưa hiểu luật con đây. À. Lập gia đình chưa? À chưa hiểu chưa có gì đâu. Rồi 12 tuổi giờ con phải chúc mừng sinh nhật cho Đồng bằng cách hô happy birthday thật to, thật dài đủ 12 giây là có quà. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu! Happy birthday! Gì vậy? Mới có 4 à? Làm lại nha! 1, 2, 3! Happy birthday! Ở dư lời, tôi chúc mừng bước qua đây. Rồi, còn con tên gì? Minh! Mấy tuổi rồi? 9! Lập gia đình chưa? Chưa! À được, rõ ràng. Ok! Mấy tuổi? 9 đúng không? Happy birthday kéo dài 9 giây nha. Lấy một phần quà. 1, 2, 3, bắt đầu. Happy birthday. Wow, xuất sắc. Vỗ tay quý vị. Được không mày? Không phải những lần chơi nhưng mày. Rồi, không phải 7 tuổi đúng không? Happy birthday 7 giây nào. 1, 2, 3. Con mấy tuổi rồi? 6. Rồi, hít vô, 3, 2, 1. Happy birthday. Rồi, khuyến mãi cho 3 giây luôn. Bước qua đây, chúc mừng con. Đến là con, mấy tuổi rồi? Dạ, 8 tuổi. Rồi, 1, 2, 3. Happy birthday. Very good. Chứng tỏ nãy giờ ai cũng ăn ngoan ăn giỏi đúng không? Đến lượt con, tự chúc mừng sinh nhật cho mình luôn. Mấy tuổi? 7 tuổi. À được, bước sang tuổi thứ 7. Chúc mừng bằng cách happy birthday. Trời ơi, buồn đâu. Sao, nhắm nổi 7 giây không? Cố gắng lên nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Happy birthday. Trời ơi, ông chúc mừng sinh nhật cho ông, ông nhăn như mặt thị. Happy birthday. Được rồi, được. Mấy tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi à. Dễ thương quá, làm gì mà cấu tay dữ vậy? Rồi, mặt nhạc lên. Happy birthday nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Happy birthday. Wow, xuất sắc. Ăn quá giỏi. Tuổi được nào? 3 tuổi. Ôi, 3 tuổi hả? Phải không? Tôi nhớ ơn. Rồi bây giờ Thảo hãy chúc mừng sinh nhật cho anh nào. 1, 2, 3. Thôi bây giờ happy birthday thường quá. Thảo hát một bài nha. Tặng mọi người không? Thảo biết bài happy birthday không? Hát đi. Vâng, quý vị và liên tục chương trình đã thay đổi không khí. Xin mời các quý vị hãy cùng cho một tràng pháo tay thật to dành cho nữ ca sĩ đã từng thi rất nhiều chương trình đờ bó nhí, giọng hát việt nhí, vượt qua vòng nào hoặc không không biết. Ngày hôm nay thuê 400 triệu về đây phục vụ cho tất cả quý vị. Ủa sao nổi hả? May quá, bà Bảy hát có bài thì bà hát 10 bài là băng cái áo luôn rồi. Bước qua đây. Đây, còn thí sinh cuối cùng, mấy tuổi rồi? Có 6 tuổi. Rồi, bạn học cùng lớp hẹn? Nhà Hồng. Hồng đúng không? Rồi bây giờ chúc mừng sinh nhật nào bằng cách hô happy birthday dài nhất có thể, xem được bao nhiêu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Happy birthday. Gì vậy Bảy? Dài cuối cách dài hết cỡ rồi, nãy giờ ai có nhiều không? Anh có ngoan không? Mới vô hả? Rồi cố gắng lên. 1, 2, 3, hít vô. Thở nè. Hít vô. 1, 2, 3, bắt đầu.
Quá xuất sắc. Vậy chứng tỏ nãy giờ bạn nhỏ ở đây ai cũng ăn ngoan, ai cũng ăn giỏi đúng không nào? Xếp lại một hàng cho chú Hèm mới đi. Rồi xếp lại một hàng. Thank you.